Hello, đồ câu nhạc, chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em lên mục đích là máy câu và cần câu nha. Hôm nay là tất cả là hàng carbon và hàng lure lóc, đồ máy ngang, máy đứng đồ nha. Rồi, đầu tiên cần và máy em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Máy là phí ship 30.000, cùng cần là 35.000 nha. Này, có cần carbon, cần tay carbon này, giả túc, ráp khúc và cần xích, cần ISO khoan nhỏ, khoan lớn. Rồi, chung là hàng vip thôi. Đầu tiên là em bên em có bán cước nha. Cước này là cước hàng Sapan, hàng bãi, nhưng mà nó về được có mấy size, là như size 2.0, 2.0, 3.4 chấm và 3.5, với lại số 12 đây. Như cụm này là số 12 này, là tương đương với 0.55, chuyên cho anh em câu biển hoặc là cẩu tra rồi đây. Sapan nha. Một cụm này là 300m. Đấy, 300m dây rất là đây, dây rất là mịn luôn nha. Dây cực kỳ mịn luôn này. Đấy, chưa qua sử dụng nha. Đấy, chưa qua sử dụng. Rồi, một cụm này để cho anh em giá là 100k thôi nha. Ship từ hai cụm. Là con này là nó sức tải của nó là đây. Là cước 12 là được 40 là B nha. 40 là B là khoảng là 20 kg á. Đấy. Một cụm này này, số 12 này. Cước số 5 là 0.35 này, cũng 300m nha. Cước số 2 là 0.23, cũng là chuyên cho anh em làm trục, làm thẻo đồ á. Đấy, hoặc là câu cá nhỏ nhỏ là cước số 2. Cước 3.5 là 15 lb, là tương đương 0.35, à 0.30 chứ. Cước số 3 là tương đương với 0.28, chuyên cho anh em cỡ anh em luôn rê lóc rồi là được. À, cước số 4 là 0.33. Một cuộn này là đồng giá là 100k một cuộn nha. Đấy, đồng giá 100k một cuộn. Rồi, đầu tiên là em đây xin phép lên cần câu nha. Đầu tiên là một cây cần tay chất liệu là carbon nha, chất liệu là carbon. Độ dài cây này là 2m70, tay cầm là cuốn chỉ này, ngồi hình cần khá là đẹp mới nè. Đấy, hàng Sapan, dòng tem vàng, 2m70 nha. Đây, ngồi hình cần. Đấy, ngồi hình cây cần khá là mới nha. Cây này là cứng mấy h, cây này là cứng là 3h. Độ dài cây này là 2m70, chất liệu là carbon, đọc ra khá là đẹp mới nè. Rồi, cây này mã số 1. Cây này mã số 1 này để cho anh em giá là mã số 1. Rồi, carbon 2m70, cái này để cho anh em giá là 500k nha. 500k mã số 1, 2m70 nha. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 chính tiếp tục là hai khúc carbon. Cây này là hàng Olympic Sapan, độ dài cây này là 4m30 nha, hàng ráp khúc. Cây này là của thằng Olympic này, hàng ráp khúc này cực kỳ đẹp luôn. Tay cầm là cuốn chỉ nè, chất liệu là carbon này, phô cần là mới tinh nha, chưa xuống nước lần nào luôn. Đấy, chưa xuống nước lần nào, phô cần cực kỳ đẹp luôn nha. Đấy, rồi đây nè, đấy, phô cần siêu đẹp luôn nè, chưa một vết xước. Cái này độ cứng cỡ tầm mấy h. Rồi, cái này cỡ cứng cầm khoảng 2.5 đến 3 h nha, chuyên cho anh em gãy chép, gãy chép thật rô phi rồi, nói chung là đánh cá cỡ 5 kg đổ lại là ok, khoảng 5 kg đổ lại là ok nha. Rồi, nút đồ đầy đủ nha. Đấy, rồi cần tay carbon tròn ráp khúc, độ dài cái này là 4m35. đấy, khắc tem này cực kỳ đẹp, cần chưa một cái xước luôn nha. Rồi, cái này để cho anh em giá là siêu đẹp luôn, 600k mã số 2, 600k nha. Tiếp tục mã số 3 nha. Mã số 3 cũng tiếp tục là một cây cần hai khúc ráp khúc này, cần ráp khúc. Cây này cũng hàng mới tinh luôn, chưa một cái xước luôn nha. Đây, cây này cũng là do nghệ nhân Nhật làm, cây này là do nghệ nhân Nhật làm này. Tay cầm là cuốn chỉ thế này này. Đấy, cuốn chỉ nha. Đây, hàng ráp khúc này chưa một cái xước nha, chưa xuống nước lần nào luôn. Đây, có đầu chụp đồ này. Độ dài cái này là bao nhiêu mét? Độ dài cái này là 3m60. Độ dài là cây này là 3m60 này, chất liệu là carbon. Đấy, 3m60 này, chất liệu là carbon này, phô cần này, siêu đẹp luôn này. Đấy, cây này cứng tầm mấy h. Rồi, cây này cứng tầm khoảng là 2.5 đến 3 h luôn, cũng chuyên cho anh em đánh chép, đánh giết. Đấy. Rồi, cần tay carbon độ cứng tầm khoảng là 3 h. 2 h rưỡi 3 h nha. Chuyên cho anh em câu câu viết, câu chép gì đó. Rút mạnh quá nó bay luôn rồi. Để chốt gắn vào nha. Rồi, cây này để cho anh em giá cũng 600k luôn nha. Cây này cũng do người nhân Nhật làm. Đấy, mã số 3. Cái tên cực kỳ đẹp. Tiếp tục mã số 4. Mã số 3 cũng 600k thôi nha. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 cũng tiếp tục là một cây cần tay carbon. Cây này là do người nhân Nhật làm luôn. Độ dài cây này là 4m60. 4m60 nha, phô cần đây, giống y như cây mã số 3 luôn, nhưng mà cây này nó dài hơn. Đấy, một cặp nó luôn nha. Cái này cũng cứng cả tầm mấy h đây.
Đây, tôi càng vàng của nó này, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới nha, chưa xuống nước lần nào luôn. Này cứng tầm mấy hát rồi, cái này cũng cứng tầm khoảng là 2 hát đến 2 hát rưỡi nha. Cái này cứng tầm 2 hát đến 2 hát rưỡi. Độc của nó là độc độc rỗng nha, độc của nó là độc rỗng. Rồi cái này độ dài là 4m60, chất liệu là carbon. Cái này là do người Nhân nhặt làm. Rồi cái này để cho anh em giá là 700k thôi, 700k mã số 4, 700k mã số 4, tiếp tục là 700k nha. Nút đồ đầy đủ, càng ráp cốt càng siêu đẹp luôn. Mã số 4, 700k. Tiếp tục mã số 5. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 tiếp tục là một cây cần tay carbon. Độ dài cái này là 3m60. Đây, tay cầm là cũng mà co thế này. Còn lại này, còn phâu cần này, còn cần còn khá mới nha. Đây, phâu cần khá mới nè. Chất liệu là carbon sống vòng, bản đầu địa nhập. Độ dài là 3m60. Độ cứng tương đương cây này là khoảng tầm khoảng 6H thôi nha. Cây này cứng tầm khoảng 6H. Đấy, phâu cần rút ra cực kỳ đẹp nè. Cực kỳ đẹp nha. Đấy, phâu cần cực kỳ đẹp nè. Độ cứng khoảng 6H. Độ dài là 3m60. Đấy, cây này mà anh em mà câu bo cá rồi rất là sướng luôn. Đây, ngồi hình cần. Rồi, cây này để cho anh em giá là mã số 5. Cây này để cho anh em giá là 800k. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 cũng tiếp tục là một cây cần tay carbon. Cây này là của thằng Nixon. Cây này được sản xuất ở Yamabika. Cây này là sản xuất của Yamabika này, hàng Nixon nha, bay nầu địa nha. Tay cầm là cuốn chỉ này, đấy, tay cầm là cuốn chỉ, hàng Nixon 4m80, chất liệu là carbon, phô cần thì cũng mới tinh luôn. Cây này độ cứng mấy hát, rồi độ cứng cây này là 2,5 hát, phô cần rút ra này, chất liệu là carbon sống vòng này. Đấy, ngoại hình càng siêu đẹp luôn. Rồi mã số 6, phô cần siêu đẹp luôn. Rồi mã số 6 này để cho anh em giá là cần tay carbon, độ dài là 4m80, hàng Nixon, tay cầm là cuốn chỉ, phô cần là siêu đẹp. Mã số 6, 900k. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 cũng tiếp tục là một cây cần tay. Cây này là bản đầu địa Nhật này, khắc tem này. Cây này là thuộc dòng của thằng Shimano nha. Độ dài cái này là 3m60. Tay cầm đây. Đấy, tay cầm kiểu nó to xuống nó nhỏ thế này. Đấy. Độ cứng cây này tầm khoảng mấy hát Nixon. Độ cứng cây này tầm mấy hát. Rồi cây này độ cứng tầm khoảng là 2H. Độ dài cây này là 3m60. Chuyên cho anh em câu chết, câu giết đồ rất là ok luôn nha. Đây, câu cần rút ra. Hạt profi, chất liệu là carbon sơn vào. Rồi cây này mã số 7. Cây này để cho anh em giá là 700k nha. 700k thuộc dòng của thằng Shimano này, khắc tem này. Đấy, bán đồ địa Nhật nha. Rồi cây này để cho anh em giá là 700k. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 tiếp tục là một cây cần tay carbon. Độ dài cây này là 4m30. Một cây cần tay carbon độ dài là 4m30 này. Tay cầm là cuốn chỉ này. Đấy, rất là đẹp này. Khắc tem này, dòng này là dòng super carbon nha. Super carbon 4m30, chuyên cho anh em đánh bạo lực đây. Chuyên cho anh em đánh bạo lực nha. Cái này độ cứng tầm khoảng là 6H. Độ cứng tầm khoảng là 6H này. Chất liệu là carbon sống vòng này. Đọc rút ra là mới tinh này, thấy không? Đọc rút ra là mới tinh luôn nha. Rồi cần tay carbon độ dài cái này là 4m30, chất liệu là carbon sống vòng, bản nội địa nha. Dòng super carbon, tem vàng. Tem vàng nha. Đấy. Cái này là khắc nổi khắc luôn ở trên cần luôn này, cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Mã số 8, cái này để cho anh em giá là 900k. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 cũng tiếp tục là một cây cần tay carbon. Mã số 10 tiếp tục là một cây cần tay carbon, độ dài cây này là 4m50. 4m50 nha, cây này là của thằng Hàn Quốc xuất nhập. Ngoại hình cần thì khá là mới, có sản xuất nhẹ ở chỗ này nha. Đây. Còn thân tay này là khá là mới nè, mới tinh nè. Đấy. Cái này cứng mấy hát. Rồi cái này cứng là 2,5 hát, độ dài cây này là 4m50 nè, chất liệu là carbon nè, phô cần rút ra nè. Rồi cây này cũng để cho anh em giá là 600k thôi nha. 600k mã số 10, cần tay carbon 4m50, 600k. Rồi. Tiếp tục mã số 11. 11 cũng tiếp tục là một cây cần tay carbon. Cái này cũng của thằng Shimano này. Cái này là của thằng Shimano nha. Đội cũng khắc tem đây. Hàng made in Japan, bản đồ địa Nhật luôn. Phô cần này rút ra đây. Cái này là cứng là tầm khoảng là 2H rưỡi. 2H rưỡi đến 3H nha. Cái này 2H rưỡi đến 3H này. Đấy, phô cần cực kỳ đẹp này. Rồi cái này độ dài là 5m4 nha, chất liệu là carbon sống vòng. Vô cần thì rút ra thì mới tinh luôn, chưa một vết xước. Rồi cái này để cho anh em giá là mã số 11. Cái này hàng made in Japan, độ dài cái hàng Shimano. Shimano nha. Rồi, cái này mã số 11, cái này để cho anh em giá là 1 triệu. Tiếp tục mã số 12. 12 cũng tiếp tục là một cây cần tay carbon.
Một cây cần tay carbon độ dài cây này là 4m50 này, phô càng cây này cực kỳ nhỏ gọn luôn nha. Cực kỳ nhỏ gọn, cực kỳ nhẹ luôn. Đấy. Có bọc chống nổ lóng cần nữa nè. Đấy. Có bọc chống nổ lóng cần nữa nha. Cây này cứng tầm mấy h? Rồi, cây này cứng tầm khoảng là 5h, độ dài cây này là 4m50 này. Mô hình cây cần này có bị sơ xước nhẹ này. Xước nhẹ sơn này, đấy. Phô càng rút càng, chất liệu là carbon sống vòng nha. Đây, phô càng nó là một màu cực kỳ đẹp luôn. Rồi, cần tay carbon độ dài cây này là 4m50, độ cứng cây này là khoảng 5h, độc hình tháp này, độc hình tháp nha. Rồi, phô càng. Cần tay carbon độ dài cây này là 4m50, chất liệu là carbon sống vòng, thì power carbon. Thì power nha. Rồi, cây này để cho anh em giá là 900k, mã số 12. Tiếp tục mã số 13. 13 cái tiếp tục là một cái cần tay carbon, độ dài cây này là 4m50. 4m50 nha. Đây ngoại hình cần có sơ xước chăm chăm nhẹ này. Ngoại hình cần có sơ xước chăm chăm nhẹ nha. Đấy, cái này cứng mấy h đây. Rồi cái này cứng tầm khoảng 3h, 3h nha. Độ dài cây này là khoảng 4m50 này. Chất liệu là carbon sống vòng này, độc rút ra này. Độc rút ra thì phô cần khá là mới đẹp nha. Đây, phần cần nó rất là đẹp này. Phô cần cực kỳ đẹp nha, màu màu tím tím. Rồi, cần tay carbon, độ dài cái này là cần tay carbon nha, độ dài cái này là 5m4 à 4m5 chứ, cái này là độ dài là 4m5 nha, ngoại hình đây, tay cầm là cúng bằng co, còn lại là phô cần ở đây, có bị sơ xước nha, có bị sơ xước. Rồi, cái này đi cho anh em giá là 800k, mã số 13, tiếp tục mã số 14. 14 cũng tiếp tục là một cái cần tay carbon, độ dài cái này là 5m4, đây, cái này là bản đồ địa nhật này, chất liệu là carbon hai da sân gân cùng cụm này, nấu gân này. Đấy, mấy dòng này anh em sân hàng rất là sướng nha. Độ dài là 5m4. Rồi. Cái này cứng mấy h? Cái này cứng tầm khoảng là 5h này, 5h này, phô càng rút ra này. Đấy. Cái này là cứng tầm khoảng 5h nha. Độ dẻo cực kỳ cao luôn. Đấy. Đầu rút ra là thẳng tưng nha. Chất liệu là carbon hai da sân vòng này. Dòng tem trắng này, 5m4 nha. Đây. Tem trắng 5m4 này, XX nha. Đời 10. Phô càng rút ra này. Phô càng rút ra cực kỳ đẹp. Rồi, cần tay carbon, độ dài cái này là 5m4, chất liệu là carbon hai da sân vòng, mã số 14, cái này để cho anh em giá là 1 triệu. Tiếp tục mã số 15. 15 cũng tiếp tục là một cây cần tay carbon, 15 tiếp tục là một cây cần tay carbon, độ dài cái này là 5m4 này, chất liệu là carbon hai da này, sân vòng này, cái này là của thằng NFT nha. Dòng này là Heat Power này, Super Carbon nha, Super Carbon đây, một màu cực kỳ đẹp luôn. Này cứng mấy h? Rồi, cái này cứng tầm khoảng 2,5h thôi nha. Cái này cứng tầm khoảng 2,5h, chất liệu là carbon hai da sân vòng thế này nha. Nấu gân cùng cụm này, hai da sân vòng nha. Rồi, cái này để cho anh em giá là 1.300k. 1.300k, mã số 15, 5m4, super carbon hai da. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi. 1.300k hàng NFT. 1.300k. Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là một cái cần ráp khúc. Đấy, cái này là cũng của thằng Shimano này. Cái này là ráp khúc Shimano 4m10. 4m10 nha. Đây ngoại hình cần. Ngoại hình cái cần này cũng mới tinh luôn. Chất liệu là carbon sống vòng. Đấy. Cần ráp khúc, độ dài cái này là 4m1 này. 4m1 là 4m10 á. Đây. Phô cần nó một màu nha. Cái này là fit đặc. Cái này độ cứng tương đương khoảng là 3h. Cái này cứng tương đương khoảng 3h, anh em tải cá cực kỳ sướng nha. Rồi, cần ráp khúc, độ dài cái này là 4m1. À, 1m1 cần mới tinh nha, chưa một vết xước luôn, chưa xuống nước lần nào luôn. Đấy, cần mới tinh luôn. Phô cần của nó đây. Rồi, cái này để cho anh em giá là 900k nha, 900k. Cần ráp khúc độ cứng là 3h, độ dài là 4m1, 900k. Rồi, mã số 16, 900k nha. Tiếp tục mã số 17. 17 tiếp tục là một cái cần tay chuyên cho anh em sân hàng. Cái này là cần Gammakasu. Cái này là cần Gammakasu nha. Cái này là đây, Gammakasu, độ dài cái này là 5m này. Cần Gammakasu, tay cầm là cuốn chỉ thế này đây. Đấy, Gammakasu này, tem vàng này. Đấy, Gammakasu, độ dài cái này là 5m. Cái này độ cứng là 8h, chuyên cho anh em sân hàng nha. Chuyên cho anh em sân hàng, hàng Gammakasu. Rồi, cái này để cho anh em giá là 1.600k. 1.600k nha, chất liệu là carbon sống vòng, hàng Gammakasu. Đây, Gammakasu hàng khá là đẹp. Đây.
dòng tem vàng nha, Gammakatsu hay carbon. Đấy, Gammakatsu thì càng cực kỳ đỉnh rồi. Rồi cái này để cho anh em giá là một dòng tem vàng này, 1.600.000, mã số 17. 1.600.000, độ cứng là 8H. Tiếp tục mã số 18. Lên hết cần tay các em, lên máy câu nha. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là một cây cần tay cặp, một cây cần tay carbon. Cái này là hàng Olympic Span, độ dài cái này là 4m30. Hàng Olympic Span này, tay ngộ hình cần, độ dài là 4m30, chất liệu là carbon hai da này. Chất liệu là carbon hai da nha, cần cực kỳ đẹp luôn. Đây. Carbon hai da cực kỳ đẹp luôn nha, cô cần rút ra này. Cái này là chuyên cho anh em săn hàng nha. Đây. Chuyên cho anh em săn hàng, nó hai da nó sóng vòng từ đầu tới đuôi luôn. Đây. Chuyên cho anh em săn hàng. Đây, phô càng siêu đẹp luôn nha. Phô càng hai da này siêu đẹp luôn. Độ cứng cái này tương đương khoảng mấy hát? Độ cứng tương đương con như này khoảng là 3H nha, 3-4H. Cái này cỡ 3-4H. Dòng này là dòng Super Carbon Olympic Span. Olympic Span nha, Super Carbon. Rồi. Chất liệu là carbon hai da sáng ít này. Chất liệu là carbon hai da sáng ít này, càng siêu đẹp luôn nha. Phô càng nó xoắn từ đầu tới đuôi luôn. Đấy. Siêu đẹp luôn. Rồi, cần tay carbon, độ dài cái này là 4m30, chất liệu là carbon hai da sáng ít, bản hàng Olympic Span, hai da sáng ít thế này nha, cần siêu đẹp luôn. Rồi, cái này mã số 18, cái này để cho anh em giá là 1.700.000. Tiếp tục mã số 19. Tiếp tục 19, 19 là một cái cần ISO. ISO nha, ISO mà kiểu cần tay đây. Là một cái cần ISO nha, ISO khoen nhỏ. Cái này là đột ép nè, đột ép độ dài cái này là 4m50, cái này là hàng Ryobi Span. Đây, nó kiểu đột khoen của nó đây. Khoen nó khoen Ikeda thế này nha. Nó kiểu ISO thế này đây. Khoen ISO Ikeda này. Cần này là kiểu Ikeda đây. Đột cực kỳ nhỏ nha, cái này độ dài là 4m50 nè, kiểu Ikeda vậy á. Cần cực kỳ đẹp luôn nha. Đột ép nha. Đây, chất liệu là carbon này. Carbon hai da sáng găng cùng cụm này, nấu găng anh em thấy không? Nấu găng cùng cụm này. Rồi, cái này là kiểu Ikeda đây, đột ngọn của nó đây. Siêu dẻo nha. Rồi, đột ép, độ dài cái này là 4m50, chất liệu là carbon hai da. Chất liệu là carbon hai da sóng vòng, cái này là của thằng Ryobi nha. Cái này là của thằng Ryobi. Đấy. Phô càng siêu đẹp. Rồi cái này để cho anh em giá là 800.000 nha. 800.000, 4m50. ISO khoen là khoen Fuji nè, còn khoen chạy của nó là khoen inox nha. Khoen chạy là khoen nhỏ nhỏ thế này là khoen inox này. Rồi mã số 19. Tiếp tục mã số 20. 20 tiếp tục là một cây cần tay carbon. Cái này là ISO hạ xuống làm cần tay nha. Một cây cần tay carbon nè, cái này là ISO hạ xuống làm cần tay, độ dài cái này là 4m50. Mấy dòng mà ISO hạ xuống làm cần tay thì anh em biết rồi, đánh rất là sướng luôn. Cái này có bọc chống nổ lóng cần này. Đây có bọc chống nổ lóng cần này, chuyên cho anh em săn hàng đây. Cái này cứng tầm khoảng 6H nha. Độ dài cái này là 4m50 nè. Rồi cái này để cho anh em giá là siêu đẹp luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 600.000 thôi nha. 600.000. ISO hạ xuống làm cần tay, độ dài cái này là 4m50, dòng Pro Carbon này. Dòng Pro Carbon. Cái này là của thằng Hàn Quốc xuất Nhật ạ. Hàn Quốc xuất Nhật. Đây, ngộ hình cầm. Tay cầm là đây. Ngộ hình. Rồi. Mã số 20. 600.000. Tiếp tục mã số 21. Rồi, một cái cần tay này nữa là lấy máy này. Máy cái tiếp tục lên cần tay nha. Tiếp tục mã số 21. 21 cũng tiếp tục là một cây cần Shimano. Cái này độ dài là 5m4 nha. Cái này cũng Shimano, cũng cần tay trợ máy. Độ dài cái này là 5m4 nha, Shimano này. Cần tay trợ máy Shimano nha. Độ dài cái này là 5m4. Cũng ISO hạ xuống lập cần tay Shimano nha. Cái này cứng tầm khoảng mấy hát? Cái này cứng tầm khoảng là 2.5-3H này. Chất liệu là carbon sóng vòng này, đọc rút ra này. Chất liệu là carbon sóng vòng này, đọc rút ra này. Cái này là của Shimano nha. Độ cứng 2.5-3H, ngộ hình cần có xúc ra có bị sơ xước này, có bị rơi xước nhầm này. Rồi, hàng Shimano, cái này để cho anh em giá là 900.000. Shimano 5m4, độ cứng 2.5-3H, ISO hạ xuống làm bàn tay, 900.000. Mã số 21. Rồi, đầu tiên là lấy một con máy câu. Rồi, đầu tiên là một con máy câu ha. Đây, một con máy câu Shimano nha. Con này là chuyên cho anh em đánh lục xa bờ nè. Chuyên cho anh em đánh lục xa bờ. Con này là xây theo máy 6000, dòng GT. Bản này là bản trưng bày nha.
Đây hàng cực kỳ đẹp, cực kỳ mới luôn. Con này nó chạy 3 bạc đạn, dòng là Power, T-Power nha. Cái này là chạy, con này chạy 3 bạc đạn này, mô pin sống, đủ tay trái phải. Cước số 6 vào được 300m, cước số 8 vào được 200m nha. Dòng này là dòng cố nông này, xả cước nhanh này, chuyên cho anh em câu lục này, đánh tra này, nói chung là câu bạc biển rồi rất là sướng này. Đấy, xả cước cực kỳ nhanh luôn. Máy đây, máy hoạt động mượt mà nha. Con này là chưa xuống nước luôn luôn. Chưa xuống nước, chưa câu lần nào. Dòng này là full carbon, mô bin sống đôi tay trái phải, mọi thứ hoạt động tốt hết. Đấy. Mọi thứ hoạt động tốt hết nha. Rồi con này mã số 22. Con này thì mã số 22 nha. Để con này anh em giá là 1.900.000. 1.900.000, xây thân máy 6.000, xây thực là khoảng là 9.000. Đấy, mấy con này thì anh em câu với cho 5 10 năm chưa hư luôn. Máy cực kỳ mượt mà luôn. Rồi. Tiếp tục con mã số 2 à 2 22 21 nha. 22 là 1.900.000 này. Tiếp tục mã số 22. 23 chứ. 23 tiếp tục là một con máy câu chuyên cho anh em lưu rê lắp hoặc là anh em câu biển nha. Chuyên cho anh em lưu rê lắp hoặc là câu biển đây, ngồi hình máy này. Con này là hàng Daiwa Japan nha, Daiwa Japan. Đây. Con này là dòng là 150H nha. Dòng 150H, máy là cực kỳ mượt mà luôn. Đấy, máy là cực kỳ mượt mà luôn này. Con này là có hộp đồng hồ này, anh em có thể đo dây được cũng được. Đấy, bỏ pin vào và đo dây thôi nha. Đây, con này là Daiwa Japan này. Đấy, hàng cực kỳ đẹp nha. Bản con này là bản đồ điện Nhật, cực kỳ mượt mà luôn. Rồi. Máy cực kỳ mượt mà, nhưng mà con này nó là thuộc dòng tay phải. Thuộc dòng tay phải nha. Thuộc dòng tay phải này, hàng đây qua chưa xuống nước lần nào luôn. Hàng siêu đẹp, mới tinh luôn. Máy thì cực kỳ mượt mà. Gatio con này là 6.3. Chuyên cho anh em lưu rê biển, câu bè hoặc là lưu rê lóc cũng được. Đấy, rất là sướng luôn. Con này là số tự động nha, nên anh em ra dây rất là sướng luôn, khỏi phải chỉnh bằng tay. Rồi con này mã số 23, con này để cho anh em giá là 1.100.000. Tiếp tục mã số 24. Máy cực kỳ nhỏ gọn nha, cực kỳ êm luôn. Đây. Rồi, tiếp tục mã số 24. Tiếp tục mã số 24, 24 là một con dòng Spotlight. Con này là 150HV. Con này là Gatio của đây, con này là Gatio, con này là tới cũng 6.3 luôn, 150HV nha. Đây, ngoại hình cận máy cực kỳ đẹp luôn. Ngoại hình máy cực kỳ đẹp này, dòng Spotlight này. Đấy, con này là được sản xuất ở Tokyo, bản đồ điện Nhật, nhưng mà con này cũng là hàng tay phải nha. Cầm cần tay trái, tay quay bên tay phải. Cầm cần tay trái, tay quay bên tay phải nha. Đây, ngoại hình máy cực kỳ đẹp này. Đấy, rồi con này mã số 24. 24 con này để cho anh em giá là 24. Máy ngang tay phải, mô bi sóng. À, máy ngang tay phải nhà chuyên cho anh em lưu rê lóc. À, chuyên cho anh em câu biển chứ, câu lưu rê chẽm. Rê chẽm câu biển. Hoặc là câu Ikada kia câu bè, con này để cho anh em giá là 900.000, mã số 24. Tiếp tục mã số 25. 25 tiếp tục là một con máy câu. 25 tiếp tục là một con máy câu. Con này là đây, một con máy câu hàng Olympic Span. Đây, ngoại hình máy đây, cực kỳ đẹp luôn nha. Tiếng này, tiếng gale nó cực kỳ sướng luôn. Con này là xây thương máy là TLT 900, nhưng mà con này nó xây thực tới là khoảng là 3.000 nha. Chuyên cho anh em lưu reload hoặc là câu ngâm rồi, rất là sướng luôn. Máy này cực kỳ em mượt luôn. Đây, máy cực kỳ em mượt, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, con này để cho anh em giá là 1.100.000. 1.100.000 nha. Hàng Olympic Span, dòng tem vàng, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, máy là phun kim loại nha. Máy là phun kim loại, cước số 4 vào được 160m, cước số 5 vào được 125m. Mô bin sống đôi tay cái phải. Rồi, mã số 25, giá này là 1.100.000 nha. Máy cực kỳ đẹp luôn. Hàng Olympic Span, dòng tem vàng LT 900, xây thật là 3.000. Rồi, 1.100.000. Tiếp tục mã số 26. 26 tiếp tục là một con máy câu. 26 tiếp tục là một con máy câu. À, đây. Một con máy câu, con này là của thuộc Hàn Quốc xuất Nhật, con này là Hàn Quốc xuất Nhật nha. Đấy, Gatio con này là 5.2, con này nó có cấu phụ nữa nha. Đây. Nó có cấu phụ nữa, chuyên cho anh em lưu rê lóc, con này là size là 2.000 này. Bên em có gồm có 3 size. Là nó về được 3 size là 2.000, 2.500, 3.000 và 4.000 nha. Đấy. Còn 2.500 đây. Con 2.000 với 2.500 á là giá là 1.000.000. Còn mà con 3.000 với 4.000 á là giá là 1.100.000 nha. Đây.
Máy đây, máy hoạt động cực kỳ mượt mà nha, còn nguyên tem này, chưa xuống nước lần nào luôn. Con này là của thằng Hàn Quốc xuất Nhật đây, máy cực kỳ mượt mà, đời cao ABS, Gatio là 5.2. Gatio là 5.2 nha, máy cực kỳ mượt mà luôn nè, có cấu phụ luôn. Đấy, phun hộp nha, hộp đồ đầy đủ. Có hộp đồ đầy đủ nha, đấy, chuyên về cho anh em lưu re lóc đồ rất là sướng này. Máy cực kỳ mượt mà. Đấy, máy khá là đẹp nha. Tiếng grab đồ rất là, tiếng mobin đồ rất là sướng luôn. Đây. Máy khá là đẹp. Xây thêm máy 2.500. Nó có hai cối, có phụ nữa. Cước số 2 vào được 190m, 2.5 vào được 150m và cước số 3 vào được 130m nha. Còn cấu phụ của nó là vào ra sao? Cấu phụ của nó là cước 1.5 vào được là 190m. À, cấu phụ của nó là cấu nông này, chuyên cho anh em lưu relock này. Cấu phụ của nó là cấu nông nha, chuyên cho anh em lưu relock này, cấu nông này. Đấy. Nó vào được là cước số 1.5 vào được 190m, cước số 2 vào được 140m và cước số 3 vào được 120m nha. Đấy, rồi. Để cho anh em giá con này là 1 triệu nha. Nó gồm có size 2.000 nhé. Size 2.000 rồi. Đây. Con này là size 2.000 nha. Size 2.000. Con này nó chạy tới 9 bạc đạn luôn, tới 9 bạc đạn luôn. Đây cấu nông này, chuyên cho anh em lưu relock nha. Đấy. Cờ size 2.000. Đời cao ABS, Gatio là cũng 5.2 luôn. Đấy, chạy 9 bạc đạn. Ngoại hình máy khá là đẹp mới nè, đấy. Rồi. Con này size 2.000 và 2.500 là để cho anh em giá là 1 triệu nha. Tiếp tục. Mã số 26 là con size 2.500 giá là 1 triệu nè. 27 là con size 2.000 giá là 1 triệu. Tiếp tục mã số 27. Tiếp tục mã số 28. 28 tiếp tục là một con đây, thì cũng Hàn Quốc xuất Nhật đây. Dòng Akilat đây. Máy hoạt động mượt mà này, con này cũng hai cối nha, chạy là 9 bạc đạn, hai cối chạy 9 bạc đạn. Con này thích hợp cho anh em cũng lưu relock được, ngâm lăn xe đồ cũng đều được, rất là sướng nha. Đời cao ABS, chạy 9 bạc đạn, thông số cước của nó là 2.5 vào được 180m, cước số 3 vào được 150m và cước số 4 vào được là 100m nè. Con này là xây thương máy 3.000, xây thực con này là 4.000 nha, mô bi sóng đủ tay trái phải, đời cao ABS, hai cối nha, có một cối cấu phụ nè. Đây, máy này là chưa sử dụng nha, chưa xuống nước lần nào. Đấy, cấu phụ của nó là cước số 2.5 vào được là 180m, cước số 3 vào được 150m và cước số 4 cũng 110m nha. Hai cối bằng nhau. Rồi, tiếp tục. Giá là 1 triệu mốt nha. Tiếp tục mã số 29. 29 là một con này cũng vậy. Con này cũng thích hợp cho anh em lưu relock luôn. Con này cũng Hàn Quốc xuất Nhật. Dòng đây, xây thương máy 4.000 nè. Cước số 3 vào được là 200m, cước số 4 vào được 150m và cước số 5 vào được 120m. Gatio là 5.2 luôn, mobi sóng đầu tay cái phải nha. Máy hoạt động mượt mà lắm, chưa xuống nước lần nào luôn. Tay quay kim loại, cối kim loại và thân carbon nha. Đấy, chạy tới 9 bậc đạn. Máy cực kỳ mượt mà. Cấu phụ của nó đây, cấu phụ của nó là đây, cấu phụ của nó là thông số cước của nó là cước số 3 vào được 200m, cước số 4 vào được 150m và cước số 5 vào được 120m. Rồi, mã số 29. 29 con này để cho anh em giá là 1 triệu mốt nha. Xây thương máy 4.000, xây thực con này là 5.000. Mọi thứ hoạt động tốt hết, tiếng mô bin đồ rất là sướng này. Con này có xả cước nhanh nha. Rồi, mã số 29, 1 triệu mốt. Tiếp tục mã số 30. Là tới càng cao. 30 tiếp tục là một cây càng xích càng cao. Đây, một cây càng xích, độ dài cây này là 3m50, dòng Alpha Tico nha. Cây này là hàng Japan, made in Japan. Pat là pat Fuji này. Đấy, cây này cũng hàng Japan. Dàn khoen là dàn khoen Fuji thế này đây. Dàn khoen Fuji, cây này là cứng 33. Cứng 33 nha. Cứng 33, độ dài cây này là 3m50 này, chất liệu là carbon sống vòng này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gập nha. Đây. Dàn khoen Fuji gập này. Nghe Fuji gập này. Pat là pat Fuji nha, độ dài là 3m50. Đấy, chuyên cho anh em đánh lục xa bờ hoặc là con ngâm đăng xe rồi rất là sướng. Độ dài là 3, độ cứng là 33. Cái này mã số 30, cái này để cho anh em giá là 1.400.000. Mã số 30 nha, cứng 33, độ dài cây này là 3m50. Tiếp tục mã số 31 cũng tiếp tục là một cây càng xích carbon. Cây này là của thằng Olympic Japan, Pat là pat Fuji này.
dàn khoan cũng dàn khoan Fuji gập luôn, dàn khoan Fuji gập nha, đầu rút ra này. Đấy, cây này là cứng là 33-35 nha, cứng 33-35, dài cây này là 4m25, cây này là 4m25 nè. Ngộ hình đầu rút ra cây này nó có bị xe xước khúc này. Đấy, nó có bị xe xước khúc này anh em thấy không, có bị xe xước này, xước sơn thôi nha, không ảnh hưởng tới phô cằn. Đấy, cây này chuyên cho anh em đánh lục xa bờ rất là sướng, đánh ngâm lân xe cẩu tra. Dàn khoan là dàn khoan bạc biển, dàn khoan là dàn khoan Fuji gập. Đây, dàn khoan Fuji gập nha, pad là pad Fuji, độ dài cây này là 4m25, chất liệu là carbon sống vòng. Rồi cây này để cho anh em giá là độ cứng 33-35. Cây này mã số 31, cây này để cho anh em giá là 1.500.000. Tiếp tục mã số 32. 32 cũng tiếp tục là một cây cần súp carbon. 32 cũng tiếp tục là một cây cần súp carbon. Cây này độ dài là 3m60. Cây này độ dài cũng là 3m60 này, hàng Alpha Tico nha. Dòng đây, dòng tem tem kiểu này, dòng Alpha Tico tem kiểu này, pad là pad Fuji carbon sáng vòng 3m60. Đây, cây này cũng cứng là 33-35 luôn, cây này cứng cũng cứng 33-35 nha, chất liệu là carbon sáng vòng này. Đầu quốc ra phô cần cây này cũng khá là đẹp luôn. Rồi, 3m60, dàn khoen là dàn khoen Fuji gập, hàng Alpha Tico, dòng tem vàng, ngũ hình cần có sơ xước chăm chăm nhẹ. Nói chung là ngũ hình cây cần này cũng còn khá là mới. Nhầm, cây này là độ dài là 3m70 chứ, 3m70. Rồi cây này mã số 42. 42 cây này để cho anh em giá là 1.400.000. Tiếp tục mã số 33. 33 cũng tiếp tục là một cây cần súp carbon. Một cây cần súp carbon. Cây này thì độ cứng là 25, độ dài cây này là 3m90, chuyên cho anh em đánh lục đồ cần. Pad là pad Fuji này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gập nha. Đấy. Hoặc là về anh em làm hà cần tay để anh em đánh bầu lực độ rất là sướng này. Cái này độ cứng tương đương khoảng là 10H á, cái này cứng tương đương khoảng 10H á, chuyên cho anh em sân hàng nha. Chất liệu là carbon sống vòng này, càng cực kỳ đẹp luôn. Về anh em hạ làm cần tay đồ đánh bầu lực rất là sướng, 3m90. Rồi cái này để cho anh em giá là 900.000 thôi nha, 900.000. Cứng 25, dài cái này là 3m90, cái này là của thằng Hàn Quốc xuất nhập. Chất liệu là carbon sống vòng, 900.000, dàn khoen một khoen Fuji gập. Rồi, 900.000 mã số 33. Tiếp tục mã số 34. 34 cũng tiếp tục là một cây cần súp carbon, độ dài cây này là 3m90 này, ngoại hình cây cần này khá là đẹp này. Đây, dòng tem vàng. Ngoại hình cần có sơ xước dăm dăm nhẹ nha. Đây, pad là pad Fuji vàng này. 3m90, dàn khoen là dàn khoen Fuji. Đây. Đọc rút ra. Rồi cây này để cho anh em giá là 1.800.000 nha, 1.800.000. Cây này là cứng 33, độ dài cây này là 3m90, pad là pad Fuji, dòng tem vàng, hàng cực, hàng có sơ xước. Đây, cây này để cho anh em giá là 1.800.000, hàng Sapan nha, cứng 33, mã số 34, 1.800.000. Tiếp tục mã số 35. 35 cũng tiếp tục là một cây càng súp carbon. 35 tiếp tục là một cây càng súp carbon, độ dài cây này là 3m60, pad là pad Fuji này, dàn khoen cũng dàn khoen Fuji gập luôn nha. Dàn khoen cũng dàn khoen Fuji gập. Độ dài cái này là 3m60. Đây, đọc rút ra này. Đọc rút ra là chất liệu là carbon hai da sống vòng này. Dòng này dòng đời cao nha, dòng đời cao hàng Sapan. Đấy. Đây tem của nó đây, 3m60. Cái này là cứng 23 đến 30 nha. Đấy, cứng 23 đến 30 này. Đây. Cutter này, 3m60 nha. Đấy, mẫu hình chất liệu là carbon sống vòng. Pad là pad Fuji, dàn khoen là dàn khoen Fuji gập. Rồi cái này mã số 35. 35 cây này để cho anh em giá là cứng 23 đến 30, 3m60. Rồi cây này mã số 35, cây này để cho anh em giá là 1.200.000. Tiếp tục mã số 36. 36 cũng tiếp tục là một cây càng súp carbon. 36 tiếp tục là một cây càng súp carbon. Đấy, ngũ hình càng súp carbon. Cây này là hàng đây qua dòng đời cao nha, đây qua hàng Sapan, đời cao pad là pad Fuji carbon hai da sáng ít. Cái này độ dài là 4m20. Độ dài là 4m20 nha, chất liệu là carbon hai da sáng ít nè. 4m20 này, chất liệu là carbon hai da sáng ít nè. Đấy. Chuyên cho anh em cũng ngâm lăn xe, cứng cây này là 30, độ dài cây này là 4m25. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gập, chất liệu là carbon hai da sáng ít. Đây. Chất liệu là carbon hai da sáng ít nha, đầu rút ra này. Nhìn phô cần. Đấy. Siêu đỉnh luôn nha. Rồi, cái này để cho anh em giá là 2.900.000 nha.
2.900k carbon 2 da sân ít, cứng 30, chiều dài là 4m20. Mã số 36 2.900k. Tiếp tục mã số 37. 37 cũng tiếp tục là một cây cần ISO. Một cây cần ISO, cây này cũng carbon 2 da luôn, cây này là của NFT nha, pad là pad hãng vặn này. Đây. Đột 3, độ dài cây này là 5m30 này, chất liệu là carbon 2 da này, sống vòng cực kỳ đẹp nha. Trang bị dàn khoen Fuji Six này. Trang bị dàn khoen Fuji Six nha. Cây này là nắp hộp đầy nắp của nó đồ là đầy đủ nha. Đây, carbon 2 da này. Đấy. Cái này nó xoắn hai da từ đầu tới đuôi luôn nha. Cái này về anh em làm cần tay rồi rất là sướng luôn này. Rồi, cái này là đột 3, độ dài cái này là 5m20. Cái này độ cứng tương đương nếu mà anh em câu là khoảng là 5 đến 6 h nha. Đấy, nếu mà làm cần tay á 5m20 này. Chuyên. Rồi, ISO khoen lớn, đột 3, độ dài cái này là 5m20, trang bị dàn khoen Fuji Six, pad là pad Six luôn, hàng NFT, ngoại hình càng khá là đẹp luôn. Ngoại hình càng khá là đẹp nha. Rồi cái này để cho anh em giá là mã số 37, cái này để cho anh em giá là 2 triệu nha. 37 cái này anh em giá là 2 triệu. Carbon 2 da sân ít cực kỳ đẹp luôn này. Hàng sáng vòng nhé. Từ đầu tới đuôi luôn. Rồi. Tiếp tục là một cây cần đây qua mã số 38. Tiếp tục là một cây cần hệ, cây cần này là đằng đây qua span dòng đời cao này. Đột 3, độ dài cái này là 5m30, cây này là hàng nội địa Nhật luôn. Màu sơn của nó là màu sơn kiểu chrome nha, màu sơn đời cao màu tím ngọc, màu tím cà cực kỳ đẹp luôn này. Đấy. Nhìn ở bên ngoài này nó có màu xanh nữa, nhưng mà nhìn trong video là nó chỉ thấy màu tím thôi. Nhìn bên ngoài nó có màu xanh nữa nha. Đây, cái len định vị khoen của nó này, len định vị khoen nữa này, khoen chân cao thế này nha. Đây, khoen chân cao thế này đây, cực kỳ đẹp luôn. Đây đọc lúc ra này, đọc lúc ra này, đấy. Nó xoắn từ đầu tới đuôi luôn nha, nó xoắn vòng từ đầu tới đuôi luôn nha, có lên định vị khoen luôn. Rồi cái này độ dài là 5m30, chất liệu là carbon xoắn vòng, trang bị dàn khoen Fuji Six chân cao, ra cước cực kỳ nhanh luôn. Đây, bộ khoen siêu đẹp luôn nha. Cái này nó cũng có nắp cần đồ đầy đủ hết. Em nhắc bỏ vào để thế này lại cho nó nhanh. Rồi cái này mã số 38, đột 3, độ dài cây này là 5m30. Rồi cái này đi cho anh em giá là mã số 38, cái này để cho anh em giá là 5 triệu nha. Cái này giá là 5 triệu. Hàng đây qua Sapa. Pat Six nè. Six đây qua nè. Six đây qua. Trang bị dàn khoen cũng dàn khoen Fuji Six chân cao thế này đây. Rồi. Mã số 38 giá là 5 triệu. Tiếp tục mã số 39. 39 cũng tiếp tục là một cây cần carbon 2 da. 39 tiếp tục là một cây cần carbon 2 da nha. Cái này là đột 1, độ dài cái này là 5m30. Đột 1 độ dài 5m30 này. Đây. Cũng hàng đây qua pad là pad hạ. Pad là pad Six luôn, đây qua Six. Carbon 2 da sân X này. Trang bị dàn khoen Fuji Six luôn. Sân Six nha. Đấy, 2 da này, đây đọc rút ra này. Đấy. Đọc rút ra này. Hàng đây qua nha, đây đọc của nó này. Nó xoắn vòng thế này nha, nó xoắn vòng này. Cái đọc thứ hai nó cũng xoắn vòng này. Đọc thứ ba là nó là sáng ít nha. Đọc thứ ba nó là từ đây nó sáng vòng một khúc chỗ này thôi. Sau nó hơi với là đây này. Còn ở dưới nó là sáng ít này. Rồi. Độ dài cái này là đột 1, độ dài cái này là 5m30, trang bị dàn khoen Fuji Six, pad là pad Fuji. Pad là pad đây qua Six luôn. Đấy, ngoại hình càng. Ngoại hình càng rất là đẹp nha. Nắp càng đồ đầy đủ hết. Rồi cái này mã số 39. Cái này để cho anh em giá là 1.900k. Tiếp tục mã số 40. 40 tiếp tục là một cây cần dây trong, cái này là cứng 50, độ dài cái này là 3m90 nha. Rồi, một cây cần xích dây trong này. Độ dài là 3m90, pad là pad đây qua. Pad là pad đây qua nha. Đề ba của nó là khoen xích nè, Fuji Six nha. Đây đọc rút ra. Cái này là cây cần xích nha. Xích 3m90, hàng đây qua, chất liệu là carbon xoắn vòng này. Đọc rút ra này, cây cần cực kỳ đẹp luôn. Đấy, trang bị con lăng đã cước cũng Fuji luôn. Pat là pat Fuji. Đây. Rồi, pat đây qua Fuji, dàn khoen là dàn khoen Fuji. Fuji cứng 50, độ dài cái này là 3m90. Đấy. Hàng đây qua span. Interline, dòng Interline nha. Đây ngoại hình coi. Rồi, cái này để cho anh em giá là cứng 50, độ dài là 3m90. Mấy cái này về anh em mà trang bị
anh em bỏ mấy cái khoang chạy và anh em câu lục đồ cũng rất là sướng này, hoặc là để nguyên thế này anh em mà thả ghe á, thả ghe đồ câu biển đồ rất là sướng luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.200.000. Tiếp tục mã số 41. 41 cũng tiếp tục là một cây cần, 41 tiếp tục là một cây cần dây trăm. Dây trăm nhưng mà cây này là ISO dây trăm nha, 4m20 pass đây, pass là pass hãng bạn đây. Cây này là của thằng Aramica. Aramica. Bắt là bắt Fuji vọng đây nha. Đây dòng đây. Khoan nó cũng khoan Fuji xích nè. Khoan cũng khoan Fuji xích nè. Đầu của nó này. Rồi, ISO dây trăm. Chất liệu là carbon hai da này, chất liệu là carbon hai da sáng X nè. Chất liệu là carbon hai da sáng X nha. Bản nội địa nhập siêu đẹp luôn. Mới tinh luôn nha. Cái này hàng mới tinh luôn. Đấy, vàng của nó cực kỳ đẹp, bát bát phu xích này, rồi hình cặn nó đây. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.500.000 nha. À, cái này là của thằng Olympic Japan nha. Olympic Japan dòng tên vàng này. Đây. Olympic Japan. Đấy. Phu xích, bát là bát phu xích. Còn fan là fan phu xích. Rồi mã số 41. Cái này để cho anh em giá là 1.800.000. 1.800.000 mã số 41. Tiếp tục mã số 42. 42 tiếp tục là một cây càng ISO khoan lớn. 42 tiếp tục là một cây càng ISO khoan lớn này. Dòng này là dòng Super Carbon Frame Carbon này. Này Super này, Super là carbon cực kỳ sướng luôn. Pass là pass Fuji. Đột 5 độ dài cái này là 5m4 này, trang bị dàn khoan là dàn khoan Fuji gập nha. Trang bị dàn khoan Fuji gập này, đọc quốc ca này. Rồi cái này cứng tầm khoảng là rồi cái này cứng tầm khoảng là đột 5. Cái này cứng tầm 6 đến 8H này, đọc quốc ca này. Cứng tầm 6 đến 8H này, đọc quốc ra. Dàn khoan này, dàn khoan là dàn khoan carbon sống tầm. Carbon sống tầm, dàn khoan là dàn khoan Fuji. Đây, ngồi hình cặp. Rồi, đột ngâm độ dài cái này là 5m40 Super Carbon. Đấy, Super Carbon. Rồi, cái này để cho anh em giá là 1.400.000. Đây, hàng nội địa Nhật nha, Super Carbon Frame Carbon này. Pass là pass Fuji này, đột 5 nha. Đột 5 cực kỳ hiếm, 1.400.000, mã số 42. Tiếp tục mã số 43. 43 cũng tiếp tục là một cây càng sấp carbon. Đấy. Một cây càng sấp carbon này, cái này là cứng 30, độ dài cái này là 4m20 này. Pass là pass Fuji nha, dàn khoan cũng dàn khoan, trang bị dàn khoan Fuji gập luôn. Trang bị dàn khoan Fuji gập nha. Đây. Gập là gập lên gập xuống á. Đây, cho nó tiện á. Đấy. Cái này là cứng 30 này, độ dài cái này là 4m20 này, chất liệu là carbon này, đọc quốc ca này, hầu cần cực kỳ mới luôn nha. Cô càng cực kỳ mới, cái này nó hàng cực kỳ đẹp nhưng mà nó có chỉ bị nói chung là hàng cái này còn cực kỳ mới luôn. Đây, càng khá là đẹp nha. Suit carbon. Cứng 30 độ dài là 4m20 này, cứng 30 độ dài là 4m20 này, pass là pass Fuji này, dàn khoan là dàn khoan Fuji gập. Rồi cái này mã số 40 43. 43 cái này để cho anh em giá là 1.400.000. Tiếp tục mã số 44. 44 cũng tiếp tục là một cây càng suit carbon. 44 tiếp tục là một cây cần sấp carbon, dòng này là dòng mono carbon nha. Cái này là độ dài cái này là 3m60 mono carbon. Đây qua span, đây qua span, chất liệu là carbon hai da sáng phòng này, pass là pass Fuji này. Đây qua nha, dàn khoan là dàn khoan Fuji gập này. Đấy. Đấy, cái này là cứng là 333, cái này là cứng là 33 này, độ dài cái này là 3m60 này, chất liệu là carbon sáng phòng này, hàng rút ra cực kỳ đẹp nha, hàng span. Rồi cái này để cho anh em giá là 1.700.000. 1.700.000 nha, cứng 33, độ dài cái này là 3m60. 1.700.000. Tiếp tục mã số 40 45. Đây, ngũ hình cần. Hàng đây qua span nha, ngũ hình cần chỉ sơ xước nhẹ thôi. Carbon hai da sáng vòng. Tiếp tục mã số 45. 45 tiếp tục là một cái cần sấp carbon. Cứng 3, cứng 50, độ dài cái này là 3m90, pass là pass Fuji này. Cứng 50, độ dài là 3m90 này, dàn trang bị dàn khoan Fuji xích này. Trang bị dàn khoan Fuji, cần này nó kiểu như là cần ISO khoan lớn vậy á. Nó cứng 50, độ dài cái này là 3m90 này, kiểu y như ISO khoan lớn vậy nha anh em. Đấy, cứng 50 này, chất liệu là carbon hai da sáng vòng này. À sáng X này, chất liệu là carbon hai da sáng X này, cần mới tinh luôn nha, chưa một vết xước luôn. Đây, một hình cần. Siêu đẹp luôn nha. Đấy, cái này mà hàng trưng bày đồ là cực kỳ đẹp, về đẹp trưng bày đồ rất là sướng luôn. Trang bị dàn khoan, nói chung là nó có hộp nó có bọc cần đồ rất ok luôn. Rồi hàng đây qua span, cứng 50, độ dài cái này là 3m90.
Patpusi đấy, nó dạng là súp lở nha, súp lở cứng 50, độ dài cây nào là 30-90 đấy, dàn khoen là dàn khoen Fujisic. Rồi cái này để cho anh em giá là 3 triệu, 3 triệu nha. Mã số 45, tiếp tục mã số 46. 46 tiếp tục là một cây càng súp carbon. 46 tiếp tục là một cây càng súp carbon, dòng này là dòng carbon nè. Patpusi nha, dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp này. Cái này là hàng Ryobi Span nha. Ryobi Span 4m20, cứng 30 nha, độ dài cái này là 4m20 này. Trang bị dàn khoen Fuji Six luôn, trang bị dàn khoen Fuji Six luôn nha. Đây. Đây, trang bị dàn khoen Fuji Six này. Dàn khoen Fuji Six nha. 4m20 cứng 30 Patpusi, dòng này là dòng Super Line nha của thằng Ryobi Span. Ryobi Span Patpusi. Rồi. Trang bị dàn khoen Fuji Six. Cây này mã số 46, cây này để cho anh em giá là 3 triệu, cứng 30, độ dài là 4m20, 3 triệu. Ngoại hình cây càng này nó có bị bong xí xí cái nhựa chỗ này nè. Rồi, mã số 47. Cái này để em bọc bằng to lại nó cho nó đẹp nha. Tiếp tục mã số 47. 47 tiếp tục là một cây càng súp carbon. Cây này là của thằng Suyumi. Suyumi nha. Hàng China xuất Nhật. Cái này của thằng Suyumi này, hàng China xuất Nhật nha, 4m20 nè. Patpusi độ dài là 4m20, dàn khoen là dàn khoen Fuji gạch này. Đấy, đầu khúc ra này, cái này là cứng là tầm khoảng là cái này độ cứng cả tầm khoảng là 27 nha, 27 nha, độ cứng tầm khoảng 27 này. Cái này để anh em câu ngâm, lăn xe, đánh lục hoặc là anh em về hạ lằn cần tay đánh rất là sướng, đánh bầu lực nha. Cái này độ cứng tương đương khoảng là 8 đến 9 h. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gạch. Suyumi Hàn Quốc xuất Nhật, à China xuất Nhật chứ, cực kỳ bền luôn. Sút Lai Cutter 4m20 đời 2. Rồi, mã số 47. Cái này để cho anh em giá là 800k. China xuất Nhật nha. Tiếp tục mã số 49. 49 tiếp tục là một cây cần hệ. 49 cũng tiếp tục là một cây cần hệ. Cây này là cứng 25, độ dài cây này là 4m20. Cây này của thằng Daiwa. Cây này của thằng Daiwa nha. Daiwa 4m20 cứng 25. Patpusi đây qua China xuất Nhật luôn, nhưng mà cây này là cần hệ nha, giá thì khá là cao. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gạch này. Đấy, đọc khúc ra này. Cứng 25, độ dài là 4m20. Đọc khúc khá là cao. Rồi cây này để cho anh em giá là 1.800k nha. 1.800k. Hàng đây qua China xuất Nhật, dàn khoen là dàn khoen Fuji gạch. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gạch nha. Đây. Dàn khoen Fuji gạch Patpusi cứng 25, độ dài là 4m20. Đây ngoại hình càng. Ngoại hình càng này cực kỳ đẹp luôn, có đấu trọng rồi nha. Rồi 1.800k, mã số 49. Tiếp tục mã số 50. 50 tiếp tục là một cây càng súp. 50 tiếp tục là một cây càng súp carbon. Rồi cây này độ dài là 3m. Rồi độ dài cây này là 3m90 nha. Độ dài cây này là 3m90, độ cứng cây này là đây, độ dài cây này là 3m90 này, dàn khoen là dàn khoen Fuji gạch thế này đây, dàn khoen Fuji gạch, độ cứng cây này là 30, độ cứng 30 nha, độ dài cây này là 3m90 này, chất liệu là carbon sơn vào, đầu khúc ra có sơ xứ xanh dâm. Đây, dòng này là của thằng tem nội địa Nhật này, mà cây này không biết là của thằng nào luôn, nó là Barama Sup 3m90 Patpusi, độ cứng là 30. Rồi cây này để cho anh em giá cây này là coi cây này có sơ xuất nhiều nha. Rồi cứng 30, độ dài cây này là 3m90, 1.200k. Tiếp tục mã số 51. 51 tiếp tục là một cây càng Daiwa. Daiwa ISO. Cây đây này Daiwa này, Holder Club nha. Cây này là cứng 80, độ dài cây này là 3m90 này, trang bị dàn khoen Fuji biển thế này đây, dàn khoen Fuji biển nha. Loại này anh em câu ngâm lăn xe đánh lục cũng được. Đấy. Cái này có len định vị khoen hết nha. Cái này có len định vị khoen hết nè. Cứng 80, độ dài cái này là 3m90 nè. Đây khô càng rút ra này, chất liệu là carbon hai da sáng ít nha. Nấu găng cùng cụm luôn. Nấu găng cùng cụm luôn nha. Rồi, cái này là cứng 80, độ dài cái này là 3m90, trang bị dàn khoen Fuji xích biển. Chuyên cho anh em câu ngâm lăn xe đánh lục hoặc biển đồ đều rất là được. Carbon quicker. Cứng 80, 3m90 hàng đây qua spa, nấu găng cùng cụm luôn. Rồi cây này cũng để cho anh em giá là 3 triệu, mã số 51. Tiếp tục mã số 52.
52 tiếp tục là một cái túi cần. 52 tiếp tục là một cái túi cần, độ dài cái này là 1m20. Túi cần độ dài là 1m20 nha. Túi cần là Sinpower của thằng Shimano nha, để người ta để cái cần mà mười mấy 20 triệu á. Đấy, bên trong của nó này. Đây. Nó có thể bỏ được cần là 3 khúc nha, 3 khúc, 2 khúc, 4m20 và bỏ cần tay. Đấy, bỏ cần tay này. Bên trong nó có là túi chống sóc nha, chống sóc này, có hai ngăn bên trong nữa nè. Đấy, cái này để kẹp cái cần lại cho nó khỏi bị bong ra ngoài. Có chống sóc này. Đấy. Bên trong nha. Túi thì cực kỳ đẹp luôn. Rồi một cái này để cho anh em giá là 190k thôi, mã số 52. 190k. Rồi. Túi nha, 1m20 chuyên cho anh em bỏ cần câu đài. Bỏ cần câu đài thì anh em bỏ cần khoảng là 5 đến 8 cần trở lên, 8 cần trở xuống là được nha. Rồi, mã số 52, 190k. Rồi. Anh em nào thích thì liên hệ em qua số Zalo và số điện thoại em để trên màn hình nha. Rồi, cảm ơn anh em nha. Rồi. Cần em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 30 đến 35 ngàn trên một đơn hàng. Ship toàn quốc.